Chào mừng quý vị khán giả đến với giải Futsal HD Bank 2024. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với không khí sôi động của trận đấu đang diễn ra tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Bên cạnh những trận cầu hấp dẫn, chúng ta cũng sẽ dành thời gian để phỏng vấn những khán giả đam mê Futsal để tìm hiểu cảm nhận của họ về bộ môn thể thao này. Hôm nay là một trận đấu rất là hay và kịch tính giữa hai đội là Thái Sơn Bắc và câu lạc bộ Hà Nội. Hiện tại thì tỷ số lúc này hiện tại đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Hà Nội. Và trận đấu thì còn diễn ra rất là dài nên tôi hy vọng mọi người có thể chú ý đón xem. Và đây là lần đầu tiên tôi có một cái trải nghiệm xem bóng đá trong nhà. Thì theo quan sát của tôi đang thấy là mọi người đang cổ vũ cho các cầu thủ rất là nồng nhiệt. Không khí rất là náo nhiệt. Mình cũng đã từng đến sân này để xem bóng rổ. Cũng có một cái không khí tương tự. Rất là hấp dẫn. Trận đấu diễn ra rất là nhịp độ, rất là nhanh chóng. Và gần như là các cầu thủ phải hoàn toàn tập trung vào trận đấu để còn có thể giành được điểm số trong trận đấu, và chỉ cần một thoáng lơ là thôi là có thể sẽ phải trả giá rất là nhiều trong bộ môn Futsal này. Thì mình có nhìn thấy rất là gần, cầu thủ rất là gần và cảm giác như mình sống luôn ở trong cái tình huống bóng đấy. Các đội tuyển chiến thắng, thi đấu nhiệt huyết, hết mình, bùng cháy.